Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái mẫu nó lên mũ dập này khi đính lên mặt canh thì nó thế nào nhá. Đó, và chúng ta xem phần dưới nào. Ok, wow. Ấy, các chị thấy. Vũ Trần Đức Hải Master xin chào tất cả các anh chị. Thưa các anh chị, ngày hôm qua thì tôi đã hướng dẫn các anh chị làm một cái mẫu dạ tiệc rất là tuyệt vời phải không ạ? Chắc chắn là các anh chị đang rất thích các cái phương pháp mà tôi dạy cho các anh chị. Thế thì ngày hôm nay tôi sẽ nói đến một cái chủ đề mà đặt một cái câu hỏi cho các anh chị. Là thưa anh chị, trong quá trình làm về thời trang, làm về cắt may thì các anh chị chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn. Và đặc biệt là khi các anh chị sử dụng các cái phương pháp cách làm cũ ấy, tức là những cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp 2D là một trong những cái phương pháp mà hiện tại 100% các anh chị đang làm về nhà may, đang áp dụng. Khi chúng ta làm theo phương pháp 2D, tức là phương pháp sử dụng công thức, thì các anh chị gặp rất nhiều vấn đề khó khăn trong cái việc mà chúng ta triển khai những cái mẫu mới theo hiện nay. Bởi vì những cái mẫu mới bây giờ nó được làm theo các phương pháp rất là khác, và 2D không còn đáp ứng được nữa. Thậm chí là 2D làm nó không những là khó, là chậm, mà có những mẫu là làm theo phương pháp 2D, tức là phương pháp sử dụng công thức ấy, nó không thể làm được. Thế thì nếu mà các anh chị chúng ta gặp khó khăn trong cái việc mà ra mẫu bây giờ, những cái mẫu hiện nay như thế, thì các anh chị sẽ ảnh hưởng đến doanh thu rất là lớn. Khách hàng sẽ đến với các anh chị giảm đi, bởi vì họ đến với các anh chị mà các anh chị chỉ làm được những cái mẫu mà kiểu ngày xưa, kiểu mấy năm trước thôi, thì nó không có giải quyết được những cái nhu cầu của khách hàng. Đó là một vấn đề rất lớn. Vì vậy, thông điệp ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là các anh chị nên làm gì khi mà chúng ta không thể nào làm được những cái mẫu thiết kế theo phong cách mới bằng phương pháp cũ của các anh chị. Chúng ta nên làm gì ạ? Chúng ta sẽ cần phải tiếp cận với một phương pháp mới, đó là phương pháp thiết kế theo phương pháp 3D. 3D là một phương pháp mà rất rất hay, mà ở Việt Nam này nhiều các anh chị chúng ta không biết. Và rất là may mắn thì thầy Hải là một trong những chuyên gia hàng đầu về dạy thiết kế 3D. 3D là phương pháp thiết kế trực tiếp trên mannequin, rất trực quan nhá. Trên mannequin này, tất cả những cái phần như thế này phải làm theo 3D các anh chị ạ nhá. Cái phần khối nổi như thế này, nếu không làm theo 3D thì bó tay luôn nhá. Bó tay, kể cả ngay ở cái bèo này, anh chị nhìn thấy cái phần bèo không? Nó đẹp này, thì cũng phải làm theo phương pháp 3D nhá. Vì vậy, nếu các anh chị đang gặp khó khăn trong vấn đề triển khai các mẫu theo phong cách mới, thì chìa khóa duy nhất cho các anh chị hiện nay đó chính là làm theo phương pháp 3D. Và thật may mắn là trong khóa học 6D online đang diễn ra, khóa học có phí đang diễn ra, thì sẽ có rất nhiều bài trực tiếp thầy Hải sẽ dạy cho các anh chị cách chúng ta làm theo phương pháp 3D. Nó rất là hay, nó rất là đẹp và nó rất là dễ nhá. Và ngày hôm nay thì để có một quà tặng đặc biệt như đã hứa với các anh chị, là ngày hôm nay thì thầy sẽ tặng các anh chị một cái bài giảng dạy cho các anh chị cách để làm nên một cái mẫu siêu siêu đẹp, mà mẫu này là mẫu mới tinh các chị nhá, mới tinh luôn. Thì thầy sẽ hướng dẫn các anh chị chi tiết để làm cái mẫu này. Đây, mẫu đó đây. Đây, chút nữa các anh chị sẽ được thầy trực tiếp hướng dẫn. Các chị nhìn đi nhá, đây này. Cái phần mèo này nó rất là đẹp nhá, cái phần chân váy này. Mẫu này có tên là mẫu hoa tulip nhá. Các chị nhìn thấy giống một cái búp hoa tulip không? Đó. Này, đẹp quá. Đúng không ạ? Thì cái này, để làm cái này phải làm bằng phương pháp 3D và là 3D wrapping. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được thầy Hải hướng dẫn cho làm mẫu này bằng phương pháp 3D wrapping, để các anh chị lần đầu tiên biết được 3D wrapping nó là như thế nào, nó mạnh như thế nào mà có thể làm nên một cái mẫu đẹp như thế này. Rồi, sau đây vào ngay chương trình, xin mời các anh chị hãy theo dõi từng chi tiết phần hướng dẫn của thầy Hải làm mẫu này theo phương pháp 3D wrapping. Xin mời. Trước khi làm thì chúng ta sẽ xem một lần nữa kỹ cái mẫu tuyệt vời của chúng ta hôm nay mà tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Đó, đây là một cái mẫu rất là đáng yêu. Tôi cho rằng đây là một cái mẫu mà bất kỳ một chị em phụ nữ nào khi mặc vào thì nó sẽ trở nên rất là nữ tính, rất là cuốn hút và kiêu sa. Đó. Và tôi nghĩ rằng là cái mẫu này không chỉ đẹp với cái màu hồng này, màu hồng phấn này, mà nó sẽ còn rất phù hợp với nhiều cái chất liệu vải, màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta nên chỉ sử dụng màu trơn thôi các anh chị nhé. Đừng có cho màu hoa hoặc kết vào thì nó sẽ bị mất đi những cái đường nét rất là đẹp, cắt cúp rất là sang chảnh như thế này. Đây, còn đây là đằng sau các anh chị ạ, đằng sau nhé.
cái tay này nó sẽ liền từ đằng trước đằng sau đấy. Tôi nhìn cái này là tôi sẽ tưởng tượng đến một cái bông hoa tulip nhá. Đấy, mẫu gọi là cánh tiên hoa tulip, đúng không? Cánh tiên hoa tulip rất là đẹp, có thể đặt tên cho nó như thế, đẹp quá. Ơi, cái này là cái ảnh này là người ta lật ngược nhé, người ta chụp Photoshop người ta lật ngược này, còn nó sẽ hất ra đằng bên kia. Rồi, được rồi nhá. Và bây giờ trước khi làm thì chúng ta sẽ bắt đầu cần một số cái để chuẩn bị khi mà chúng ta làm. Ở dưới đây tôi đang sẵn rồi. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần một cái bộ dập chuẩn cơ bản như thế này. Các anh chị cần có trên tay bộ dập này để chúng ta sẽ sao ra có cái phòng chuẩn chúng ta mới làm được nhá. Số điện thoại trên màn hình là số mà các anh chị có thể mua được bộ dập này, hãy liên hệ với số đó. Cái mẫu này nó là dạng gì? Bố cục phía trên nhá, phía trên và đằng sau thì tôi thấy nó là bố cục đối xứng nhá. Thì chúng ta sẽ chỉ cần sao lửa ở phía trên thôi. Riêng ở phía dưới thì nó là bất đối xứng. Phía dưới là bất đối xứng anh chị ạ nhá. Thì cái phía dưới này tôi cũng sẽ nói bật mí với anh chị là trong cái bài giảng này thì tôi sẽ dạy các anh chị cách làm theo phương pháp 2D và kết hợp với một phương pháp cực kỳ đẳng cấp mà chắc chắn các anh chị sẽ rất thích, đó là phương pháp 3D wrapping. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp 3D wrapping để mà tạo ra cái mẫu tuyệt vời này, sẽ rất là đẹp đấy nha. Thì bộ dập chúng ta sẽ cần cứ sao cho tôi một nửa của thân trước, một nửa thân sau là ok. Phía dưới này chúng ta sẽ xử lý xong, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào phần làm mẫu với cái quy trình đầu tiên, đó chính là vẽ phác thảo. Xin mời các anh chị. Đấy, khi chúng ta vẽ cái bản phác thảo như này thì mọi thứ nó trở nên rất là rõ ràng nha. Và như vậy là một lần chúng ta phân tích để chút nữa chúng ta làm thì nó sẽ dễ hơn. Đó, cái gì để cho cái gì so sánh nhá. Cái gì thấy là thầy vẽ có chuẩn không? Rồi, đương nhiên là thầy Hải vẽ là phải đẹp và chuẩn rồi. Thế thì với các anh chị thì các anh chị chúng ta chưa vẽ quen nhưng mà hãy tập luyện nhiều nhá. Mua các bộ dụng cụ chuyên nghiệp của thầy Hải thì sẽ được tặng cái form vẽ này, các chị cứ có cái bộ này các chị có thể vẽ được giống như thầy, rất là đẹp, rất là dễ nhá. Đó, xem lại một lần nữa thân trước thân sau này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào này. Đây, bộ dập tôi đã chuẩn bị sẵn rồi này. Chiến thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần thân sau. Và ở đây tôi sẽ làm cái chiều dài của cái đầm này. Chiều dài cái đầm này tôi sẽ cho cái độ dài tính từ eo xuống gấu là 50cm. Chúng ta sẽ làm ngắn hơn so với cái mẫu gốc. Và do đó chúng ta cũng sẽ làm như vậy với cái phần chiều dài của thân trước nhá, cho nó bằng nhau.
Bây giờ thì tôi sẽ dán thêm ít giấy vào cái phần đường sườn của thân sau, vì tôi muốn là nó sẽ cắt giống như cái form ở trên mẫu, tức là ở phần vị trí đường ngang mông chúng ta sẽ đánh ra từ 1 cho đến 1,5 cm. Nếu mà các anh chị muốn bầu nhiều ấy, nó phình ra nhiều thì đánh 1,5 cm. Và sau đó chúng ta dùng thước cong, chúng ta đánh từ trên eo xuống làm sao cho nó không bị gãy, mềm mại. Phía dưới thì chúng ta đánh cúp vào khoảng âm 1 cm so với mẫu gốc. Đó, sau đó chúng ta dùng thước rồi đánh cong. Và bây giờ thì tôi sẽ vẽ đường cắt ở phần eo. Tôi ghi thông tin cũng như là canh vải. Cái này sẽ nhân với 2 miếng chính. Tiếp đến chúng ta sẽ làm với thân trước và bằng cách cắt đường ngang eo của thân trước. Mẫu này sẽ là mẫu có đường can eo các anh chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để 2 miếng thân trước và thân sau ở phía trên cạnh nhau để chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế phần phía trên trước. Đầu tiên tôi sẽ xác định làm cái đường cổ này, nó sẽ V, nó sẽ đi từ cái khoảng tôi đang chấm này, đi chéo lên chỗ đỉnh vai, gần đỉnh vai. Chúng ta sẽ dùng cái thước cong đánh ra, nó sẽ chia nằm ở vị trí 1/3 của cái nách tính từ trên đỉnh vai xuống. Tiếp đến tôi sẽ đặt cái thân sau khớp với cái vòng nách của thân trước và đo từ trên đỉnh vai xuống cái vị trí mà tôi vừa xác định ạ. Và chúng ta sẽ đo từ đỉnh vai của thân sau như vậy để chúng ta xác định cái điểm thiết kế mới của thân sau. Đó, và chúng ta sẽ lấy kéo chúng ta cắt đi. Chúng ta ghi thông tin ở miếng đằng sau, canh vải. Tôi sẽ ghi vị trí sườn cũng như là đường tra khóa.
Tiếp đến chúng ta sẽ thiết kế các cái đường gọi là đường bổ ở phía thân trước. Các anh chị chú ý rồi tôi vẽ cái đường này, nó sẽ đi từ trên xuống phần đỉnh ngực và nó sẽ có hai đường nhá, để tạo cái cúp ở ngực. Cái đường tiếp thì nó sẽ đi tiếp theo, nó sẽ nằm ở vị trí giữa cái đường chúng ta vừa vẽ và cái đường sườn. Nó sẽ đi từ trên phía nách đi xuống phía dưới eo. Và bây giờ tôi sẽ vẽ nối cái chân ly sườn với cái đỉnh ngực. Các anh chị chú ý cái phần tôi xử lý như này để có được cái form ngực nó đẹp. Và khi tôi dập vào thì tôi cần phải bù thêm một chút giấy nhé, nó sẽ bị thiếu nên mình phải bù thêm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ghi thông tin của từng miếng. Cái miếng này sẽ là nhân đôi. À, tôi xin lỗi, có một chút nhầm lẫn. Chúng ta sẽ có một đường can ở chính giữa, vì vậy miếng này sẽ không phải là gập đôi như tôi đang vẽ, mà nó sẽ là nhân với 2 nhé, chứ không phải nhân với 1. Lưu ý là có một chút nhầm lẫn ở đây. Các miếng khác thì đều nhân với 2, cũng giống như cái miếng vừa rồi đấy, sẽ là nhân với 2. Cái miếng số 1 cũng nhân với 2. Chúng ta đánh số tất cả các cái miếng này để cho nó đỡ bị nhầm. Và bây giờ thì tôi sẽ làm cái phần để đưa cái dập này lên con mannequin, để chúng ta sẽ làm phần tiếp theo là làm theo phương pháp 3D các cái chi tiết tay cũng như chi tiết chân của cái đầm này. Tôi sẽ dán băng dính dập tạm thời vào đó, các anh chị thấy không, khi mà tôi đưa lên canh cái form nó đẹp vô cùng, nó phẳng, và cái phần ngực, nhất là phần ngực, các anh chị thấy nó cong đẹp không, tôn cái ngực đấy. Thì khi mà chúng ta làm theo phương pháp của tôi ấy, nó rất dễ dàng. Tiếp đến chúng ta sẽ chuẩn bị một cái miếng vải chiều dài là 75 và chiều rộng là 38 cm, để chúng ta sẽ tiến hành làm wrapping. Đây là phương pháp 3D đỉnh cao. Wrapping là một trong 3 phương pháp mạnh nhất của 3D. Và các anh chị cần chú ý cái kỹ thuật tôi làm wrapping, bởi vì là để có thể tạo được những cái chi tiết đẹp thì bạn phải cần có kỹ thuật wrapping rất là tốt nhá, bằng đôi tay cũng như là cái con mắt của chúng ta. Tuy nhiên là nếu các anh chị lần đầu tiên chúng ta làm ấy, thì chúng ta cũng đừng quá lo lắng, hãy kiên trì và làm nhiều lần thì các anh chị sẽ làm được giống tôi nhá. Còn nếu các anh chị muốn đi nhanh hơn thì đương nhiên rồi, các anh chị nên đến khóa học của tôi.
khóa học tính phí, tôi sẽ dạy cho anh chị cách để có thể trở thành chuyên gia tạo mẫu dập nhanh nhất. Đó, và chúng ta sẽ đặt lên để ghim. Các anh chị có quan tâm đến khóa học 6D online thì hãy nhìn số điện thoại trên màn hình 0792666128 để liên hệ với số điện thoại này để các anh chị biết được cái ưu đãi và các lớp học 6D online đang được diễn ra. Chúng ta sẽ sau khi mà đã ghim xong, xác định được các cái điểm xong cố định thì chúng ta sẽ dùng bút để chúng ta vẽ đường chu vi cũng như là các cái ly liên quan. Sau đó, sau khi vẽ xong cái đường thì chúng ta dùng kéo để chúng ta cắt để tạo hình theo cái đường thiết kế. Rồi, anh chị thấy đẹp không? Đấy, ra rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Chúng ta đánh dấu kỹ cái ly này lại.
Sau đó chúng ta gỡ cái miếng này ra và đặt lên một tờ giấy, dán băng keo cố định, và sau đó chúng ta sẽ phải dùng đến con lăn để chúng ta sang dấu. Đây là lúc chúng ta cần phải có những cái dụng cụ chuyên nghiệp. Nếu các anh chị đang cần, có nhu cầu muốn có một, trong tay một cái bộ dụng cụ chuyên nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi. Học viện có bán một bộ dụng cụ chuyên nghiệp trị giá 395.000 gồm 8 món. 8 món này thì các anh chị mua tại học viện nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều và nó sẽ tiện cho các anh chị. Sau đó chúng ta gỡ ra và dùng thước cong với bút để chúng ta vẽ. Dụng cụ thước cong là một trong những cái dụng cụ cũng rất quan trọng mà rất nhiều các anh chị làm cắt may theo kiểu cũ chúng ta không quen sử dụng. Các anh chị thường chỉ có sử dụng thước gỗ thôi. Chiếc thước gỗ thì hiện nay với những người làm mẫu dập chuyên nghiệp họ không còn sử dụng nữa. Nếu đang có thước gỗ thì các anh chị nên để đính lên tường để mang tính chất trưng bày thôi, còn không nên dùng cái thước gỗ nữa bởi vì nó không có cái sự chính xác cao như là cái thước nhựa kỹ thuật này. Chúng ta biết rằng cái về công việc làm về thiết kế mẫu dập này nó đòi hỏi phải sự chính xác 100%. Vì vậy chúng ta cần phải có những cái thước nó chính xác các anh chị nhé. Đấy, hãy tìm cái số điện thoại trên màn hình để chúng ta có thể mua được cái bộ dụng cụ như bộ dập chuyên nghiệp. Đây là cái điểm A sẽ là vai thân trước và điểm C sẽ vào đỉnh vai, cái mỏ vai thân sau. B là cái đường mà chính giữa vai. Nào bây giờ thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ xem cái phần mà tôi sẽ làm cái tay này đính lên đây. Phần dập đấy, xem như nào nhá. Anh chị có hồi hộp ạ, xem cái phương pháp này, wrapping này nó có chính xác không? Đúng không? Mọi người cứ nghĩ rằng là wrapping làm nó khó mà không chính xác. Thì các anh chị sẽ thấy đó là một quan điểm mà rất sai lầm, bởi vì các anh chị chưa hiểu về wrapping. Đó, các anh chị thấy không? Với phương pháp wrapping thì nó mới làm được những cái mẫu tay như này. Nhưng mà nếu mà các anh chị làm bằng công thức, bằng trên giấy, các thứ thì không có ổn đâu. Không bao giờ ra được cái tay đẹp như này đâu. Các anh chị thấy không? Thậm chí cái tỷ lệ ở đây còn đang đẹp hơn cả ở trên mẫu thật. Đó. Bởi vì là tôi là nhà thiết kế cho nên là tôi tinh chỉnh. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái phần quan trọng và khó nhất, đó là phần chân của cái váy này. Chúng ta sẽ cắt một cái miếng vải có chiều dài là 65cm và cái độ rộng, độ cao là 50cm. Và bắt đầu tôi sẽ tiến hành wrapping. Để các chị lưu ý là để wrapping như thế này thì thường chúng ta hay để con canh đứng như thế này. Tuy nhiên là cái con canh của tôi nó nhỏ nên là nó có cái độ mà lung lay, nên là trong quá trình tôi làm thì nó hơi bị khó một chút.
Đó, các anh chị sẽ thấy là nó sẽ hơi khó một chút. Nếu mà con canh to tỷ lệ 1:1 ấy, thì nó sẽ chuẩn hơn. Chúng ta sẽ tạo cái ly. Đó, như vậy là tôi đã định hình lên được cái form. Đó. Chị thấy là nó có đẹp không? Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tôi nhắc lại là phương pháp wrapping là một trong những phương pháp đẳng cấp nhất trong 3D. Nó sẽ giúp ích chúng ta tạo ra được rất nhiều kiểu dáng. Tuy nhiên, phương pháp này nó đòi hỏi cái kỹ năng về wrapping tương đối cao cấp. Vì vậy, cái việc anh chị nhìn tôi làm này và có thể là mình làm lại thì nó sẽ chưa quen. Nhưng chúng ta sẽ luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ làm được. Và để mà có thể làm được tốt, làm nhanh hơn, phát triển nhanh hơn thì cách duy nhất là các anh chị nên tham gia các khóa học của chúng tôi. Khóa học chuyên nghiệp để huấn luyện cho anh chị có những kỹ năng cực kỳ tốt về wrapping. Thank you.
Sau đó chúng ta sẽ vẽ các đường chu vi cũng như đánh dấu kỹ các cái đường xếp ly. Và bây giờ thì tôi sẽ cắt cái phần ly này ra một chút sát cái đường mà tôi vừa đánh dấu đó, để sẽ tiến hành wrapping cái miếng thứ hai lên.
Các anh chị thấy là cái phần wrapping mà tôi đã làm nó khá là kỹ và rất là đẹp đúng không ạ? Đó. Hãy đánh dấu tất cả những cái đường trục chính giữa cũng như đường ngang mông nhé, rất quan trọng. Chúng ta sẽ dùng con lăn để chúng ta sang dấu những cái miếng này khi mà chúng ta đặt lên giấy. Đó. Sau đó chúng ta sẽ cắt ra. Các anh chị nên nhớ rằng cái phần mà xếp ly chúng ta chưa cắt vội, mà chúng ta sẽ phải xếp ly vào chúng ta mới cắt.
Chúng ta làm tiếp tục như vậy với cái miếng thứ hai. Nghĩa là sao? Đó, rất đẹp phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ ghi những cái thông tin lên đây. Ta sẽ ghi thông tin lên đây. Hey, hey, hey. Các anh chị vừa đã theo dõi phần hướng dẫn của tôi cách làm một số các chi tiết điểm nhấn của cái mẫu này bằng phương pháp 3D wrapping. Thưa anh chị, để làm cái mẫu này thì chúng ta có thể làm bằng rất nhiều các cái phương pháp khác nhau. Có thể làm bằng 2D các anh chị nhé, chứ không phải nhất thiết là nói là 2D không làm được. Tuy nhiên làm bằng 2D thì nó khó, và nó quan trọng là nó sẽ không đẹp và mềm mại đâu. Vì vậy, những cái chi tiết như là cái phần chân này và cái phần tay này, cái điệu này, chắc chắn làm bằng 3D nó sẽ đẹp và nhanh hơn. Nó sẽ hoàn toàn theo ý của chúng ta hơn. Cho nên là không phải tự dưng mà hôm nay thầy Hải lại tặng mọi người một cái phương pháp đặc biệt như vậy không? Trên thế giới người ta đang dùng rất là nhiều. Thế ngày hôm nay mà các anh chị chưa biết 3D wrapping nó là như thế nào, thì hôm nay các anh chị thật may mắn vì đã được xem cái phương pháp tôi dạy khá là chi tiết, mà chỉ ở cái lớp tính phí mới được dạy thôi. Tuy nhiên hôm nay là ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày đặc biệt cho nên là tôi nên tặng cho các anh chị. Đó, không phải là sẽ có nhiều bài mà tôi tặng như thế này đâu. Các anh chị nên nhớ là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái mẫu nó lên mũ dập này khi đính lên mặt được anh thì nó thế nào nhá. Đây. Đây rồi. Nào, chúng ta hãy xem nào. Rất hồi hộp đấy. À rồi, thứ nhất là phần ở trên. Trên thì vừa các anh chị cũng đã được xem rồi đúng không? Đấy, mà cho xem lại, nó đẹp không? Nó đẹp còn hơn cả mẫu thật luôn nhá. Bởi vì là tôi làm tỷ lệ ở đây thì tôi đã tinh chỉnh cho nó tôn dáng hơn. Đó, và chúng ta xem phần dưới nào. Ok, wow. Đấy, các chị thấy đẹp không? Phần dưới chuẩn luôn là một bông hoa tulip nhá. Thì tôi sẽ cho các anh chị xem so sánh với cái mẫu của người ta. Đấy. Đấy. Thậm chí nhá, các anh chị thử so sánh xem cái nào đẹp hơn. Ơi, sao đẹp hơn? Ơi, cái này nó còn hơi
tôi thấy form nó còn chưa được, chưa được một lắm. Đây, nguyên bản đây. Thôi, nói chung là form này thì cá nhân tôi thì của người ta là 9, còn cái bài tôi hướng dẫn cho các chị là 10 nhá. Đấy là cá nhân tôi, còn các anh chị tự đánh giá, tự đánh giá nhá. Đây nó tròn đẹp thế này cơ mà, được chưa? Nó đúng mô hình tulip. Ồ, các anh chị thấy có thể có khủng khiếp không? Phương pháp Mary Wrapping này nó rất là khủng khiếp anh chị ạ, bởi vì nó là phương pháp trong các thiết kế thì phương pháp Wrapping là phương pháp mạnh nhất và hiệu quả nhất để làm những cái phần mà nó nổi, nó xếp nổi lên khỏi cái con canh này. Đó. Thế thì thưa các anh chị là thật là sự may mắn là trong khóa 6 Day Online sẽ có phần giảng dạy Mary Wrapping. Đó. Ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta đã xem rất là kỹ thầy hướng dẫn rồi. Mà tuy nhiên tôi dám chắc là rất nhiều các anh chị chúng ta cảm thấy bối rối và không hiểu như thế nào. Thế thì phải nói với các anh chị này, cái cảm giác bối rối và cảm thấy không hiểu về phương pháp này lắm thì là chuyện rất bình thường, bởi vì phương pháp này nó là phương pháp cực kỳ đẳng cấp. Mà một cái phương pháp đẳng cấp này muốn làm nó tốt ấy, là chúng ta phải rèn luyện, phải được học bài bản. Chứ còn anh chị nhìn mà thầy làm thì ngon ơi như vậy, nhưng mà mình làm đến lúc mình làm thì nó không phải đơn giản như vậy nhá. Bởi vì ngày hôm nay dù tôi đã quay chi tiết cho anh chị cái quá trình tôi làm từng ly từng chút một, nhưng thực tế là các anh chị cần phải được tôi hướng dẫn nói cho cách là vì sao tôi làm như vậy rất là kỹ, và các anh chị luyện tập rất là nhiều thì mới làm Wrapping. Wrapping nó không phải đơn giản là cái việc mà xếp vải đến đâu các anh chị ạ. Nó còn rất nhiều các kỹ năng, hiểu về canh vải này, hiểu về cái chạy của các cái đường thiết kế làm sao nó đi vào đúng cái tính chất của vải, rồi là cách mình đưa lên đặt xuống tinh chỉnh từng chút một, chứ nó không phải đơn giản là mình cứ thế ghim lên là nó được đâu, không phải như thế. Thưa các anh chị, nhắc lại nhé. Thế thì ở đây thông qua bài này thì hôm nay các anh chị khi xem xong như này thì tôi có một lời thách thức với các anh chị đó. Nếu các anh chị đang là người rất là thông minh, rất là giỏi thì các anh chị hãy xem kỹ bài của tôi và hãy may lên đó. Nếu các anh chị may đẹp lên thì đấy là một sự rất là chúc mừng các anh chị, vì đấy là các anh chị đã là người rất là thông minh. Thế còn nếu mà đâu đó xuống có các anh chị nào mà chúng ta xem này mà chúng ta cảm thấy khó khăn trong cái việc mà làm theo phương pháp Wrapping này, là cái phương pháp tất yếu trong thời đại thời trang này, ai cũng phải làm, biết làm phương pháp này, thì cách nhanh nhất là các anh chị hãy gọi điện cho chúng tôi nhé, để mà đăng ký khóa học 6 Day Online đang diễn ra rất là sôi nổi, rất đông nhiều người học đó. Các anh chị đừng để là mọi người học biết kiến thức rồi còn các anh chị chúng ta là một kẻ đi sau, đi muộn. Hãy đừng để là kẻ đi sau các anh chị nhá. Hãy luôn quyết đoán để luôn dẫn đầu nhá. Hãy nhấc máy gọi cho tôi theo số điện thoại 0792666128 để biết ưu đãi đang rất hấp dẫn của khóa học 6 Day Online. Và thưa các anh chị, phần ưu đãi này nó sẽ không còn lâu nữa đâu. Các anh chị không còn ngay thì sẽ hết ưu đãi nhá. Rồi. Đến đây tôi xin nói lời chào tạm biệt các anh chị và xin hẹn gặp lại anh chị tại các cái bài giảng về mẫu xịn sò lần sau. Wow, Vũ Trần Đức Hải Master xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Vâng, nếu thấy những video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.